Dạ. Đây, câu này là học sinh. À, đây. Nó học sinh đó. 20.000. Dạ. À, 20.000 cũng có luôn. Có luôn. Dạ. Bánh không 10.000. Chỗ 10.000 cũng có luôn hả con ha? Có luôn. Dạ. Bánh không. 5.000 bánh không. À, 50.000 vẫn có hết rồi. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm hơn 6 giờ sáng ở Sài Gòn nha. Mọi người thấy mặt trời vẫn chưa lên đâu. Hôm nay thì mình đi sớm và chia sẻ cho mọi người về quán phở có tên là cây dừa. Quán phở cây dừa mọi người ngay đưa, hình như là địa chỉ cũ là Hậu Giang nè. 180 Gia Phú phường 1 quận 6 nha, có số điện thoại luôn. Mình thấy giá từ 20, 35 và 40. Hôm qua mình đi khoảng 6 giờ rưỡi và quán rất là đông, mình không thể nào mình chia sẻ đến cho mọi người về quán này được. Thì hôm nay mình đi qua đây khoảng 6 giờ. Mọi người thấy 6 giờ thôi mà quán ngồi ngoài vỉa hè rất đông luôn. Và chỉ còn bây giờ chỉ còn ở trong nhà thôi đó. Và mình sẽ vào chia sẻ cho mọi người coi chất lượng và giá cả ở đây như thế nào. Và mình thấy quán này đông như vậy, mình đa phần cũng thấy hôm sinh mọi người ha. Ok. Cái quầy bán là trong đây. Wow. Mình đã tiếp cận được cái quầy bán của cô này. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha. Đây, bán cái nhỏ lên đây. Dạ. Wow, cái này nước leo to, soi ô bụp luôn. Cái này là tái nha. Yeah, yeah. Rồi cái này là gân. Yeah. Rồi cái này là lưỡi. Yeah. Rồi đây là nạm lưỡi. Đây là nạm nạ, cái đây là gầu. Yeah. Tôi chưa có xác thiệt, đây là phèo. Phèo. Nói chung bị giống như thịt heo vậy đó. Bột viên thôi ha. Trà viên nữa. Dạ, có thể có trứng nữa. Hột gà nữa, củ hành nữa. Yeah. Một phần đầy đủ hết là bao nhiêu cô ha? Bì thì giá 45.000 tô đó con. 45.000 tô đầy đủ hết. Đây đầy đủ hết. Yeah. Cô thấy đây có một màu tô siêu to khổng lồ, đây là sao cô ha? Tô này là đặc biệt 60. À, cái tô to vậy luôn. Dạ, cảm ơn cô. Mình thấy tô rất là sạch sẽ luôn, màu có màu sắc luôn. Để có mình đã ở trước mắt của mình là có ba loại nè, tô vừa, xe nhỏ và xe to khổng lồ luôn. Đó, mấy cô đang đứng bán lên trước nè. Đây mình bán nó từ mấy giờ hả con ha? Từ 6 giờ cho tới 12 giờ con. À, dạ chỉ bán vào bờ buổi sáng thôi. Buổi sáng thôi. Dạ, mình bán nó được bao lâu rồi cô? Bán cũng được mấy năm rồi. Dạ, rồi cảm ơn cô nha. Dạ. Yeah. Tranh thủ hỏi cô được một vài câu hỏi rồi. Đây rồi mình quay đồng hồ xem 6:15. Ở đây mình có loại nhỏ cho học sinh không cô ha? Có, học sinh đó cô, bán học sinh đó con. Dạ. Yeah. Đây, con này là học sinh. À, đây. Dạ, 20.000 cũng có luôn. Có luôn. Dạ. Bánh không 10.000. Chỗ 10.000 cũng có luôn hả cô ha? Có luôn, bánh không. 5.000 bánh không. À, 50.000 vẫn có hết rồi. Dạ, cái tô tái này là bao nhiêu cô ha? Cái này là 45. Dạ. Tái. Và có bò viên nữa. Gân gà. Oh. Chỗ con thấy thịt ở trong cái nồi nước của mình rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. Quên cái lưỡi luôn mọi người. À mình vừa làm vừa cắt luôn hả con ha? Cô cắt trứng sẵn đó thì cho. Dạ. Bán qua nữa thì khi nào mình hết cái lưỡi nhỏ. Dạ. Có một cô chuyên trụng. Dạ, cô là chuyên về chủng phở đó ha. Ôi thơm quá. Dạ. Có giá này mọi người. Giá này con. Phở này thơm quá này, phở chắc là phở Nam rồi con ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bye.
liên tục luôn mọi người. Thì bây giờ là tới giờ cao điểm luôn rồi. Thì cái nồi nước lúc nào nó cũng sôi hết. Còn một chú dạy xe rất dễ thương người. Dạ. Rồi nè, đã chưa? Dạ. Mình sẽ cho qua thơ này. Chừng nào là mình mới cắt được con ha. Dạ. Lấy nước mình chén nha mẹ. Cái trứng gà đó là mình ăn là mình kêu thêm hả cô ha? Đúng rồi. Dạ. Bao nhiêu một trứng hả cô ha? Dạ. Dạ. Đây, mình mới vô kêu được một tô đầy đủ ở đây, 45.000 mọi người. Sẽ không có trứng gà nha, trứng gà là 10.000 một trứng. Đó, giá trụng. Đây là trời các bạn của mình. Cho mình một đũa rau tươi và to. Có trời to được. Vừa chả mọi người ha. Đây. Mình thấy rất vệ sinh sạch sẽ luôn. Mình sẽ cho bà tương ớt vào để mình xem. Đó. Tương ớt còn ở đây rất là thêm một tí sa tế nữa. Cho nó cay cay. Đây là bình trà mọi người, trà đá ở đây thì mình kêu là 3.000 một ly trà đá, còn khăn lạnh ở đây là 2.000 một cái nha. Ok. Ok, trời một cái tô nó to bự, trà bá lửa bự hơn cái mặt mình luôn. Đó, mình thấy nước phở. Có một cái lớn phát mở ở trên. Đó, nó đục đục. Ok. Phở này phở Nam mọi người ơi. Cho mình thử coi. Ôi, cái vị béo béo và nó rất là nồng của mùi bò. Rất là nồng luôn. Béo và nó có vị ngọt hậu một tí mọi người. Quá trời là hậu luôn. Cái lưỡi mọi người, phải ăn phở bò, đi ăn lẩu là mình nữa ăn cái lưỡi và hôm nay đi ăn phở cũng có cái lưỡi luôn. Đó, chậm. Thơm mềm mà kêu xì xì rồi cuốn. Ở đây là miếng thịt. Một miếng nạm. Không phải to lắm. Nhưng mà cũng vừa mọi người. Chẳng. Wow. Cái cay the đắt lên.
Bánh phở thì khá là mềm và nó không phải là mềm dũng mình khi mình cầm lên nó bị đứt mọi người ha. Còn có độ dai nhất định. Nặng miếng phèo rồi nó như thế nào. Phèo là khá mềm, làm sạch nhưng mà nó không giòn. Thì một điểm ăn sáng dành cho những người ở gần quận 6 này. Nếu chị các bạn mình đi thích món phở thì có thể ghé qua địa điểm này bán từ buổi sáng thôi. Phở Gia Phú, 180 Gia Phú nha. Bây giờ các bạn phải thấy như thế nào về tô phở 45.000. Đặc biệt là món phở như thế này. Thấy cô thì phục vụ rất dễ thương, món lên nhanh, không gian thoải mái, thoải mái. Vỉa hè mình thấy cũng rất là thoải mái luôn. Còn gì hơn nó quá tuyệt vời luôn. Đặc biệt là quán rất là đông vào khoảng tầm 6 giờ rưỡi trở đi. Còn bây giờ thì xin phép ba bạn gặp lại, hẹn anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Wow, quá trời đau luôn. Mọi người thấy video hay quá, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn. Xin phép ba bạn gặp lại.